Dấn đá pháp môn quán âm Dấn Lục tổ hoài năng tại sao lại trốn trong đoàn người đi săn ăn thịt Tại sao lại không làm người tiều phu hoặc nông phu để ăn chay? Sư phụ Quý vị hỏi đã trễ rồi Ngài đã rời khỏi thế giới này rất lâu Sư phụ không thể nào đuổi theo để hỏi ngài cho rõ ràng Thật lạ lùng Quý vị đều hỏi những chuyện của người khác Tại sao không đợi mình tu hành cao rồi gặp được lục tổ hệ năng lúc đó có thể trực tiếp hỏi ngài sư phụ chỉ có thể đáp rằng quý vị tu pháp môn quán âm sau khi đạt được đẳng cấp cao sẽ gặp lục tổ hệ năng lúc ấy quý vị hỏi tương đối thuận tiện hơn bây giờ sư phụ không có để ý đến những chuyện này mỗi vị tổ sư mỗi vị giáo chủ hoặc minh sư cuộc sống của họ đều không giống nhau nhân duyên cũng không giống nhau Chúng ta không thể hy vọng hoàn cảnh của mỗi người đều như nhau. Trong thập ngưu đồ của Thiền tông có giảng, đối với một người đã thành Phật, dù người có trí huệ nhất trên đời này cũng không thể biết được người ấy là Phật. Người đó đi đi lại lại giữa phố chợ, làm bạn cùng với những người ăn thịt uống rượu, sau đó độ cho họ thành Phật, hiểu không? Chúng ta thường nói đừng có ở với những người sát sanh hoặc những người uống rượu. Nhưng những vị Phật thường ở chung với những người này. Bất cứ chúng sinh nào cũng đều hoan nghênh. Những người ngộ đạo chân lý cao nhất không phải là những vị cao tăng được những con chim đem hoa đến cúng dường. Nếu còn để chim biết được quý vị là cao tăng, như vậy cũng chưa có cao. Người đại khai ngộ thật sự, cho dù người đó có trí huệ nhất cũng không biết được huống chi là chim chóc. Trong thập ngưu đồ có giảng, những người đại tu hành không theo vết chân của minh sư đời trước, họ cũng không phỏng theo cuộc sống của các vị đại sư đời trước. Họ là họ, có cuộc sống riêng của họ. Cho nên lục tổ hệ năng có phương thức riêng của ông, có phương pháp tu hành riêng, chúng ta không nên để ý đến Ngài. Ngài ra đi đã lâu lắm rồi, chúng ta hãy lo cho chính mình là hay nhất. Dấn muốn tu pháp môn quán âm cần có những điều kiện gì sư phụ cần phải giữ ngũ giới không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu bao gồm không chích ma túy không cờ bạc không đọc những sách báo và phim ảnh bạo lực khiêu gợi phàm là những thứ làm cho chúng ta mê lạc bản tánh quên mất phẩm chất tao nhã của chúng ta quên mất trí huệ cao nhất của chúng ta vân vân còn nữa, cần phải ăn chay. Sau khi thọ tâm ấn cả một đời phải ăn chay, trứng cũng không được ăn. Nhưng những điều này cũng không phải là điều kiện gì. Chúng ta vốn không nên sát sanh. Bởi vì mỗi chúng sanh đều có quyền được sống trên trái đất này. Lúc chúng ta sanh ra, không có ai viết một cái bản hiệu nói rằng quả địa cầu này là thế giới của người, loài vật không được ở. Cho nên chúng ta hãy để loài vật và người sống hòa bình với nhau, không nên sát sanh, vì chúng ta không có tạo ra được một thứ gì, tại sao lại đi sát hại? Chúng ta không có quyền lực này, cho nên không sát sanh cũng không phải là giới gì. Làm người phải có lòng từ bi, bác ái, bảo hộ những chúng sanh yếu đuối. Loài vật rất yếu đuối, cũng giống như em bé vậy. Chúng nó không biết nói chuyện, không biết kêu cứu. Nhưng chúng nó cũng biết lo sợ. Về điểm này chúng ta đều biết. Lòng tham sanh úy tử của chúng nó cũng mãnh liệt như chúng ta. Cho nên chúng ta phải bảo hộ nó. Đây không phải là giới. Chỉ là chúng ta quên rồi. Sư phụ đến thức tỉnh quý vị mà thôi. Không trộm cướp. Chúng ta vốn phải giữ gìn. Nếu chúng ta trộm cướp, cảnh sát sẽ đến bắt chúng ta. Đây không phải là pháp luật của tu hành, hiểu không? không nói dối là một người quân tử chúng ta vốn phải có phong độ này có câu nói rằng quân tử bất hí ngôn chúng ta không thích bị lừa dối đương nhiên không thể đi lừa dối người khổng tử nói kỹ sở bất dục mọi người đáp vật thi ư nhân vâng mọi người ai cũng có thể niệm được cũng đều học thuộc nhưng lại không làm được không tà dâm là quy định của pháp luật Pháp luật quy định một vợ một chồng. Một vợ một chồng đã nhiều phiền phức rồi, đã thường cãi nhau rồi. Càng không nên có hai ba người chồng hoặc vợ, phải không? Không uống rượu. Chúng ta không nên uống rượu vì uống sẽ làm lạc mắt bản tánh. Chúng ta phải luôn luôn thức tỉnh lấy mình để cho chúng ta biết được trí huệ của chúng ta ở đâu, chủ nhân của chúng ta ở đâu. Cho nên không uống rượu cũng không phải là quy tắc. Những giới luật này đều tốt cho chúng ta, đó là những phương thức tốt để làm người. Nhưng vì sư phụ e rằng quý vị quên, cho nên mới thức tỉnh quý vị, chứ không phải là những quy tắc đặc biệt gì. Vì không nên sát sanh, đương nhiên cũng không nên ăn thịt. Nếu không chúng ta sẽ trở thành Phật ăn thịt, chúng sanh đều sợ chúng ta. Họ muốn đến quy y, muốn theo chúng ta học Phật, rốt cuộc lại sợ chúng ta ăn cho nên phần lớn đều chạy mất. Như vậy có thể độ chúng sanh sao? Chúng ta ăn thịt sẽ phát ra cái bầu không khí không lương thiện. Loài vật sẽ sợ. Chấn Làm thế nào để thể nghiệm tánh không tội không? Sư phụ Cần phải tu pháp môn quán âm Bởi vì lúc thờ tâm ấn Nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của quá khứ Đều được sư phụ rửa sạch Chỉ để lại định nghiệp cuộc đời này quý vị có thể từ từ lo liệu dùng âm lưu sẽ rửa được sạch những người tu pháp môn quán âm càng lúc càng cảm thấy vô tội càng lúc càng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ không có cảm giác tội ác đó chính là tánh không tội không hiểu không nhưng cần phải tu rất nhiều mới có thể nghiệm được điều này sư phụ có thể khẳng định có thể báo cáo với mọi người chỉ cần theo lời chỉ dạy của sư phụ tu hành nhất định sẽ đạt được đẳng cấp tánh không tội không. Chấn, mẹ tôi bị đụng xe đã hơn 4 tháng, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Tôi ở nhà tụng kinh trì chú, mong nghiệp chướng của bà được tiêu trừ. Như vậy có hiệu quả không? Sư phụ, những người tu pháp môn quán âm biết phải làm sao. Quý vị không có tu pháp môn quán âm, nhưng đã cố gắng làm được như vậy thật đáng làm cho mọi người cảm động nhưng quý vị làm như vậy nếu cảm thấy không có hiệu quả đương nhiên biết được đó là vô ích nếu có hiệu quả quý vị đã thấy rất rõ ràng cho nên không cần phải hỏi sư phụ có một số người thân thể tuy còn ở lại cái thế giới này nhưng linh thể đã bị bắt đi rồi bị bắt đưa đến thế giới atula hoặc là những nơi nào khác cho nên không tỉnh hẳn về việc này không thể làm gì khác hơn, nên quý vị thích làm gì thì cứ tiếp tục làm. Những người tu pháp môn Quán Âm thì biết phải giải quyết như thế nào, nhưng ở nơi đây không thể giảng được. Những chuyện này không thể dùng hai ba câu nói mà nói được rõ ràng, cũng không thể lộ quá nhiều thiên cơ. Nhưng đối với học trò, sư phụ có quyền nói cho họ biết, còn không phải là học trò thì sư phụ không thể nói được, hiểu không? bởi vì họ không phải vì muốn giải thoát mà đến thời gian của họ chưa tới sư phụ không tiện can thiệp vào nhân quả của họ nếu vì muốn giải thoát thì hãy đến tu pháp môn quán âm với sư phụ sư phụ sẽ dạy cho quý vị rất nhiều thứ kể cho quý vị nghe rất nhiều chuyện dạng nhất nếu không được nghe từ sư phụ cũng có thể học được của đồng tu cho nên tu pháp môn quán âm với sư phụ cũng là học với đồng tu vậy Lúc mọi người cộng tu với nhau, quý vị sẽ thể nghiệm được rất nhiều điều. Hoặc khi ở một bên sư phụ, cũng có thể thể nghiệm được rất nhiều thứ, sẽ gặp được những chuyện thần bí, những chuyện thiên cơ bất khả lậu, nghe được rất nhiều điều ích lợi cho việc tu hành và cho đời sống. Muốn nói những chuyện này, cần phải có nhiều thời giờ, không phải chỉ 5 phút, 10 phút có thể nói hết được. Dấn tôi tu quán bạch cốt trực tiếp quán tưởng thân thể là một khúc xương hình ảnh tuy vẫn còn rất mơ hồ nhưng đã chuyển được tà niệm thưa hỏi như vậy có chính xác không sư phụ tu quán bạch cốt không phải là chánh pháp chúng ta nên biết phật thích ca không có nói tu pháp này là chánh pháp ngài dạy cho mọi người không nên lưu luyến cái thân thể này đối với những người coi nặng nề về sắc dục thí dụ như thích sắc đẹp của đàn bà thích những vẻ đẹp bề ngoài không thể rời ra thể xác phật thích ca dạy họ quán bạch cốt hoặc những người không thể tập trung được tư tưởng lâu phật cũng dạy họ tu quán bạch cốt nhưng trong kinh điển phật thích ca đã nói rất rõ ràng chỉ có pháp môn quán âm là pháp môn duy nhất để thành phật còn những pháp môn khác đều là những pháp môn phương tiện tạm thời về điểm này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Chấn, không tụng kinh, không trì chú, có thể tu hành được không? Sư phụ, không tụng kinh, không niệm Phật, lại không tu Pháp môn Quán Âm, vậy tu cái gì? Tu ăn uống hưởng lạc sao? Như vậy cũng được kể là một thứ tu hành, nhưng mà tu theo thế gian Pháp. Dẫn, tôi thường nằm mơ thấy rất nhiều ảo mộng, lúc tỉnh dậy nhớ rất rõ ràng chuyện này là vì sao có phải bị ma nhập không ban ngày tôi rất bình thường thần kinh không có vấn đề gì sư phụ đó không phải là ma nhập mà là nhập mộng nằm mộng và bị ma nhập không giống nhau nếu như tinh thần rất bình thường thì không có vấn đề gì đừng có nghĩ đến nhiều rất nhiều người nằm mơ nhưng có người nhớ lại được còn có người thì không nhớ. Có người có ác mộng. Có người có mộng đẹp. Mỗi người chúng ta đều nằm mộng. Cả thế giới này là một giấc mơ lớn. Thấy giấc mơ nhỏ chẳng có quan hệ gì. Vắng. Người chết đi từ 10 tiếng đến 12 tiếng đồng hồ, thần thức vẫn chưa rời khỏi thân thể. Nếu trong khoảng thời gian này, di động thi thể hoặc khóc lóc thảm thương, có thể làm cho người chết vô cùng đau khổ hiện nay trong xã hội thường đề xướng đến việc tặng khí quản tôi muốn làm điều này nhưng ngại rằng sẽ làm cho thần thức đau khổ có thể đi vào con đường ác như vậy phải làm thế nào sư phụ nếu muốn tặng khí quản cho người khác thì không nên nghĩ đến mình đã muốn cho đi thì còn quyến luyến gì chúng ta thật sự có lòng từ bi thì đừng có để ý đến những chuyện đó, chúng ta có thể đi địa ngục để cho người khác lên thiên đường. Nhưng sư phụ nói cho quý vị hay, những người tu pháp môn Quán Âm dù một khoảnh khắc cũng không đợi, trước khi họ vãng sanh họ đã biết rồi. Hầu hết mọi việc xảy ra sư phụ đều nói cho họ nghe. Có những người trước khi qua đời mấy tháng sư phụ đã thông báo. Có người thông báo trước mấy tuần hoặc mấy ngày, hoặc mấy tiếng đồng hồ dù cho hoàn cảnh nào sư phụ đều đến nói cho họ nghe để cho họ biết lúc nào thì ra đi khi ra đi không có đau khổ gì đều vui vẻ mà đi bởi vì biết được cảnh giới phía trước biết được lúc nào thì ra đi cũng như quý vị dọn nhà vậy đã mua xong xe hành lý đã chuẩn bị xong rồi nói đi là đi nếu quý vị thật sự muốn bố thí khí quản thì nên bố thí đừng có sợ Dạng nhất lo sợ thì đừng bố thí. Sư phụ không thể giúp quý vị giải quyết vấn đề này. Có những người lúc giảng sanh linh hồn lập tức ra đi, có những người chết đến mấy ngày linh hồn mới ra đi. Có những người như chết vẫn chưa chết. Sư phụ không thể nào chỉ nói một công thức cố định để quý vị tuân theo. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào lòng bố thí của quý vị có kiên định không. Nếu kiên định thì đừng nghĩ đến những chuyện khác. Dẫn, sư phụ nói định nghiệp không thể chuyển, nhưng trong số chúng sinh tất nhiên cũng có người có định nghiệp trong cuộc đời này không thể thành Phật. Nhưng tôi tin tưởng rằng sau khi thọ tâm ấn, định nghiệp có thể được tiêu trừ bằng sự cố gắng của chính mình. Xin sư phụ minh thị để làm tăng thêm niềm tin của mọi người đối với việc thọ tâm ấn. Sư phụ, những người thọ tâm ấn cũng giống như những người khác, định nghiệp cũng không thể chuyển. Nhưng những người học trò của sư phụ đều biết, sư phụ có thể giúp đỡ họ rất nhiều, phải không? Có khi một vị sư phụ sẽ chịu đau khổ giúp cho đệ tử của họ. Đêm nghiệp chướng, gánh lên trên thân mình. Có khi chuyển những tai nạn lớn thành nhỏ, hoặc đêm nghiệp chướng quá giải trong cơn mộng. Ví dụ định nghiệp vốn chủ định bị người ta giết, bây giờ biến thành bị người ta giết trong mộng lúc tỉnh lại chúng ta cảm thấy nơi bị đả thương ấy đau đến mấy ngày nhưng nghiệp chướng đều đã được tiêu trừ cái ý này cũng có nghĩa là định nghiệp không thể chuyển nhưng có thể biến thành cái nghiệp tương đối dễ chịu hơn nhưng quý vị cũng cần phải tuân theo lời chỉ thị của sư phụ cố gắng tu hành hợp tác với sư phụ như vậy sư phụ mới có quyền giúp đỡ quý vị ví dụ nói một người học trò rất lười biếng không có để thì giờ làm bài vở người thầy của họ cũng không có biện pháp nào để giúp người đó tốt nghiệp hiểu không nếu người học trò rất cố gắng tuy làm bài không giỏi nhưng cũng ít nhất cũng làm được một nửa bài vở như vậy ông thầy giáo mới có cơ hội để người đó thông qua kỳ thi để người đó được tốt nghiệp nếu người học trò không đụng đến viết mực một chữ cũng không viết ông thầy giáo cũng sẽ không có cơ hội nào để cho người đó tốt nghiệp. hiểu ý của sư phụ không? Vấn Phật thích Ca Mâu Ni nói, tin Phật nhưng không hiểu Phật là phỉ bán Phật. Tôi tùy tin Phật nhưng không hiểu Phật như vậy có thể thọ tâm ấn không? Có kể là phỉ bán Phật không? hoặc là bị đắm chìm trong mê tín? Sư phụ có thể thọ tâm ấn nhưng không phải là đắm chìm trong mê tín nếu không tu pháp môn quán âm biết đến bao giờ hiểu được phật nếu không thọ tâm ấn thì càng lúc càng không hiểu muốn hiểu phật trước hết cần phải thọ tâm ấn chúng ta là phàm phu đương nhiên không hiểu phật hiểu phật nghĩa là gì nghĩa là phật dạy gì chúng ta làm như vậy phật dạy phải bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ chúng ta phải theo đó mà làm như vậy mới thật sự kể là hiểu được phật hiểu không tìm minh sư học thì hiểu được phật bởi vì phật có nói nếu không có minh sư tại thế chúng ta sẽ không thể nào liễu thoát sanh tử không hiểu câu nói này biểu lộ rằng chúng ta không hiểu phật cho nên mới đi lại phật gỗ lại phật đá nếu chúng ta hiểu ý của phật thích ca chúng ta sẽ đi tìm minh sư tại thế về sau càng tu hành càng hiểu rõ phật phật không phạt chúng ta cũng không nói chúng ta mê tín cũng không nói chúng ta phỉ bán ai nhưng chúng ta không tu hành không tìm minh sư tại thế học như vậy mới không hiểu phật mới là phỉ bán phật thò tâm ấn là muốn hiểu được phật nhiều hơn không phải phỉ bán phật Master Thanh Hải Phương Thiền Sư Khai Thị vào ngày 8 tháng 4 năm 1988 tại Đài Bắc Phong Mô Sa.